từ từ khoan. Bà ơi, con ơi, bà con ơi, có một đêm thôi hả? Nhưng yểm coi, một hiện tượng lạ chưa từng có, sét đánh trúng ngay đám củi trái phừng phừng nhưng không gây ra hỏa hoạn. Nhưng nó lại mở ra giãn ra, coi ra nó có nhiều chuyện quá, mở ra một cuộc tình. Im lặng. Đúng, một cuộc tình mà xưa nay ta quen gọi là tình yêu sét đánh. Thôi làm quá hả? Tình yêu có một không hai của nhà thơ Phan Củi. Chạy. Ghê lắm này. Nhà thơ Lê Huy Phán. Của nhà thơ Lê Huy Phán gửi cho cô em nào đó có cái nickname rất là dễ thương. Cô em Hiên Thục. Hiên Thục, ai biết đâu, tại nó không có dấu quên. Trời ơi, đó cũng là bài thơ được đăng tải trên báo Mực Tím số đặc biệt. Bà ơi, con ơi, bà con trật tự. Tôi xin bà con cho tôi một phút thư giãn. Thư giãn là đứng yên cho tôi đọc thơ. Ai đứng yên hả? Từ từ. Sau đây tôi xin được ngâm bài thơ Cô Em Hiền Thục của nhà thơ Lê Huy Phán. Phán củi. Chưa chạy. Bảo đâu? Mực tím đâu? Mực tím bình thường. Xin bà con cho một tràng pháo tay. Vỗ tay chứ không phải cổ vũ. Cô em Hiền Thục gặp từ hôm qua, nhớ từ hôm trước, thương em nhất nhà. Em không lém lỉnh như là người ta, hôm qua bẽn lẽn là em đấy mà. Nhớ từ hôm trước, thương em nhất nhà. Thương em nhất nhà. Em em không lém lỉnh như là người ta, hôm qua bẽn lẽn thôi là em đấy mà. Khoan,
đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đây, đánh ra coi. Cái gì vậy? Xí kệ nó đi. Loạn Phong Khê chưa dẹp xong, giờ tới cái loạn này, mày ra tay dẹp loạn thử coi. Mày nói nghe ngon á. Trừ cái con ù lì này ra, mình á chỉ có hai cái mỏ thôi. Mày nhắm coi, có thể dẹp được hàng tá cái lo phóng thanh này không? Nhưng mình cũng phải làm gì đi chứ. Chả lẽ chịu ngồi bó tay vậy sao? Làm gì? Tốt nhất là ngậm miệng ăn tiền, coi như không có dính dáng gì tới mấy cái vụ này. Mình á mà lên tiếng bên con thục nhà này, tụi nó lại nói mình là có tật giật mình, càng thêm ê cái mặt ra. Đúng là lù đù dắt cái lu chạy mà. Mình đã tin tưởng mới nhờ nó làm thơ giùm, nào về lợi dụng thừa nước đục thả câu, định nhảy vô thế chỗ Phong Khê mới ghê chứ. Thôi mày đừng có buồn nữa. Đúng rồi đó, để tao với Cúc Hương sẽ thay mặt mày trị tội nó giùm cho. Thôi, chuyện này là do tụi mình chứ đâu phải do người ta. Sao lại do mình? Ai biểu đan nhiên tự nhiên ban ngay cái bài thơ gà mổ chết tiệt kia lên trên mặt báo, khiến tụi mình ê mặt ra. Không hỏi tội nó sao được, đúng không Cúc Hương? Chính xác. Đây đi. Nữ sinh mà hả? Có râu. Đâu đâu đâu, thật là con Cúc Hương nhà mình rồi. Không phải, nó vẽ mày đó. Râu mày đậm hơn râu tao. Đâu, qua ta coi coi. Phải không? Đúng không? Đích thật thì là nó vẽ con thuộc. Ơi, không phải tao đâu. Sao giống Quan Công quá vậy? Thôi, để tao.
chào họa sĩ kim nhà thơ vẫn how are you, vẫn I'm fine thank you chứ. I'm fine thank you. Trời, các bạn làm mà tôi tưởng ăn cướp chứ. Các bạn làm tôi hết hồn à. Bạn hết hồn hả? Bạn hết hồn cũng phải thôi. Ai có tật mà không giật mình. Làm gì mà trầm tư lự dữ vậy? Bộ bạn tính làm thơ đăng báo mật tín nữa hả? Đâu có. Sao vậy? Phải đăng thêm vài bài nữa mới áp phê chứ. Thương người ta mà đăng có một bài thì ăn thua gì? Tôi có thương ai đâu mà các bạn nói vậy. Gì? Bạn làm thơ đòi thương con thục nhà này mà bây giờ chối hả? Chối hả? Tôi giết cô em hiền thục chứ cô em thục hồi nào. Thục hay là hiền thục thì cũng vậy, cũng thôi, vậy à. Thôi à. Bạn đừng có hòng mà qua mặt tụi này nha. Đúng rồi. Hồi bạn mà. Á bạn cất cô đen con thục xuyên. Bạn muốn bơm nó lên tận mây xanh thì kể tía bạn. Tôi cấp cần. Mắc mớ chi bạn lại dìm tôi chứ không có xuống tốt. Dũng lầy tội lỗi hả? Trời đất ơi, các bạn nói gì mà khủng khiếp vậy? Tôi dìm các bạn xuống dũng lầy gì gì đó hồi nào chứ còn gì nữa. Bạn khen con thục là vậy? Nào là bông hoa bẻn lẻn, nào là em không lém lỉnh như người ta. Có khác nào bạn bảo con thục là thiên thần. Còn hai đứa tôi nhỏ này là ác quỷ ma dương, âm ti địa phủ. Đúng rồi. Thập điện diêm la, 13 cửa ngục. Thôi, thả tôi đi. Các bạn đừng gieo tiếng ác cho tôi nữa. Thật ra thôi thì đi. Tụi này hai đứa bay làm gì án bạn vậy? Làm gì? Dù sao bạn cũng giúp đỡ tụi này những ngày vừa qua. Tụi này luôn sẵn sàng bỏ qua cho bạn vụ án vừa rồi. Nhưng mà dưới một điều kiện. Bạn phải thành thật với tụi này, chứ tụi này vẫn luôn thành thật với bạn vậy. Chứ tôi có nói gạt các bạn hồi nào đâu. Bạn nói thiệt ha. Tôi thề tôi nói thiệt. Vậy thì bạn nói thiệt nữa ha. Bài thơ vừa rồi bạn viết tặng cho con thục nhà này phải không? Nếu bạn không tiện thì gật đầu ra dấu cũng được. Không có ý kiến ý cò gì hết. Vậy là bạn thừa nhận tội lỗi rồi phải không? Ý gì bây giờ? Bạn không có ý kiến. Đúng. Thì để tôi sẽ ý kiến. Thứ nhất, bạn đừng có nên mơ mộng diễn dông về con thục nhà này nữa. Đúng. Hen. Nó đã có nơi, có chỗ rồi. Ây da, sao á? Là anh chàng Phong Khê. Đó là người tình trong mộng của nó. Chính xác. Nhỏ này, bạn đừng có thấy mi and her hành hạ anh ta mà bạn tưởng bở, tính nhào vô kiếm ăn à nghe. Nói bậy không à. Thiệt ra tụi này chỉ muốn thử thách anh ta, coi anh ta có đủ kiên nhẫn và nghị lực để vượt qua hay không thôi à. Im lặng cho người lớn nói chuyện. Thì nói đi. Do you understand? Thì người lớn cứ nói chuyện đi. Oh no. No. Yes. Rồi tiếp đi. Cái con nhỏ này thiệt tình chịu không nổi. Từ cái thứ nhất suy ra cái thứ hai. Đó là tụi này muốn nhờ bạn đem cái tài thơ của mình ra để ứng đối với anh chàng Phong Khê, chứ không đúng. Phải để tan đúng, 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 con đúng, thục đúng, nhà đúng, này, đúng, này ha. Phải nói trước đâu đó đàng hoàng, kẻo bạn cộng tác với tụi này một thời gian, bạn á lại lộn mục tiêu khiến cho tụi này phải uống nắng mệt lắm ha. Thôi được rồi tôi đồng ý. Thôi tôi đi nghe. Khoan đã, đâu có dứt
đi một cách đơn giản như vậy được. Còn chuyện này nữa. Chuyện gì nữa vậy? Tôi mới nói với bạn có hai chuyện à. Còn chuyện thứ ba nữa. Thứ ba, thứ tư gì thì các bạn nói đại ra đi. Chứ tôi đói bụng quá rồi. Các bạn cứ bắt tôi đứng ở đây hoài à. Bạn ham ăn như vậy á, bà cũng bày đặt làm thất tình. Nhưng mà thôi, lát nữa tụi này dẫn bạn về ăn cơm nguội. Còn bây giờ bạn ráng nhịn đói, nghe cho xong chuyện này đã. Chuyện thứ ba là cầm coi, là bạn phải làm tiếp một bài thơ gửi cho anh chàng Phong Khê. Hôm trước đúng bạn viết cách làm sao, anh chàng sợ quá trốn biệt luôn rồi, không có ai cung cấp thực phẩm cho tụi này nữa. Bây giờ bạn á có bổn phận làm tiếp một bài thơ dụ dỗ anh ta quay về với con thục nhà này. Chính xác. Bài thơ bữa trước đâu phải tôi nghĩ ra, tôi làm theo ý kiến của Cúc Hương mà. Thì dĩ nhiên là viết theo ý tôi. Chứ nếu theo ý bạn thì bạn đâu có thèm làm thơ gửi cho anh chàng Phong Khê kia. Bạn chỉ khoái làm thơ gửi tặng cho cô nàng hiền thục của bạn thôi. À mà thôi, viết theo ý ai cũng vậy thôi à. Chuyện đã lỡ rồi. Đúng. Bây giờ bạn á phải ra tay tế độ thôi à. Để làm ngay một bài thơ để cấp cứu cho tụi này. Làm ngay đi. Ok. Mày làm bài tập hôm qua thầy cho vô rồi. Mày làm bài chưa? Con làm chưa? Hôm nay có qua thầy kiểm tra bài đó mà mày xuống làm. Sao? Người ta cũng làm rồi. Có làm xong á. Dạ. Dạ. Đẹp quá. Ăn đi. Dễ thương ha. Thiệt á, tao chưa thấy ai ăn ở có tình có nghĩa như anh chàng này. Người gì đâu mà dễ thương quá đi mất. Đúng là nằm mơ cũng không thấy được. Còn thuộc nhà này có phước quá đi. Bữa trước đứa nào rủ anh ta tối mày tối mặt, bữa nay thấy có ăn lại trở giọng tân bốc. Thiệt, không biết mắc cỡ chút nào. Mày đừng có bôi bát tao nha. Tao khen ở đây á là khen cái sự thông minh của anh ta, chứ đâu phải vì mấy thanh sô-cô-la này. Mày khen sự thông minh? Là sao? Vừa rồi á, mình viết thư nói với hắn là mình chơi với bạn vì quý bạn, chứ không phải vì ham ăn. Hắn biết ngay là mình nói xạo nên tiếp tục gửi sô-cô-la cho mình. Thử hỏi có ai thông minh được như hắn không? Nè, coi nè. Coi anh chàng Phong Khê còn dở cái giọng ghen tu với con thục nhà mình nè. Chà, đâu tao coi với coi. Anh chàng này nổi máu quản thư rồi Thục ơi. Tập tụi bay nghe nha. Mấy hôm nay ốm nằm nhà, chứ không phải trách gì ba bạn hiền. Nằm nhà đọc báo giải phiền, mới hay có kẻ thương hiền thục kia. Chúc lòng tháng phục xin chia. Tái bút xin tạm biệt. Hẹn tái ngộ sau khi thi xong học kỳ 2. Phong Khê. Không ngờ anh chàng này cũng ham học ghê ha. Vui duyên mới, không quên nhiệm vụ mà. Thôi đi, mày đừng có tháng phục ba qua chích chòe nữa. Mày quên mấy thanh kẹo rồi hả? Đúng rồi. Sô-cô-la đâu? Đâu? Chia cho mỗi đứa một cây coi. Đi lên. Nè, làm như ai cũng tham ăn như hai tụi bay á. Của tao. Trời, không biết ai ham ăn á. Còn phá mặt người ta nữa. Cô vô cái này. Mày về chỗ. Cô vô. Mày về chỗ mày đi. Cô vô kìa.
Học sinh, nghiêm. Các em ngồi xuống. Đáng lý ra cô sẽ dạy bài mới cho các em hôm nay, nhưng mà bây giờ cô sẽ cho các em một đề tài, rồi các em tự chia tổ ra để thảo luận với nhau nha. Nè các em ơi, chia tổ ra đi, cô sẽ cho đề tài. Nè, sách mà Hoàng Hòa nói đó hả? Ừ. Lẹ đi. Chà, bữa nay lớp trưởng muốn đánh sáp lá cà ta ơi. Ngày nào á cũng rề rà tới chỗ tụi mình ôn tập. Hình như hắn chán cái cảnh ngồi núi này trông núi nọ rồi, mà hắn muốn dọn hẳn qua ở đây. Ê, cho hắn ở không? Tùy con Thục. Nó là chủ hộ chứ đâu phải tao với mày. Giờ hỏi nó đi. Đi đi. Chỗ ngữ pháp này dễ lắm, có gì mà chỉ cho. Cho Thục mượn coi mấy bữa nha. Cảm ơn nha. Sao mày? Có cho lớp trưởng đăng ký hộ khẩu không? Không. Sao mày ác ôn quá vậy? Đây chỉ là đăng ký hộ khẩu chứ đâu có phải đăng ký kết hôn đâu mà mày sợ. Đúng á. Hộ khẩu hả? Cũng không. Hộ khẩu của con Thục đã lỡ ghi tên Phong Khê rồi. Hoàng Hòa khó mà vô nổi. Đành phải để cho hắn đi theo con đường solo của Phán Củi thôi. Nhưng mà thương thay cho anh chàng lớp trưởng đẹp trai, mối tình câm đẹp như trăng rằm trên núi. Ai biểu không biết giữ gìn chi, sáp vô cho người yêu xua đuổi, đúng không? Thôi, đúng rồi nghe. Nếu mày muốn á thì tao nhường lại Hoàng Hòa cho mày đó. Ai thèm. Nếu vậy thì tao nhường lại cho con Xuyến. Thôi, không được. Không được. Hoàng Hòa mà rơi vào tay con Xuyến là kể như tan xác pháo. Mày. Thôi, ăn bánh đi. Ăn bánh đi. Tao xé nha. Ăn đi. Thôi gì. Đưa tao mở cho. Mệt quá, ăn đi. Chẩn hoài. Tất cả các em ngồi xuống. Bài kiểm tra vừa rồi, nhìn chung phần lớn các em nắm được đề thi, ôn tập kỹ và vận dụng tốt những kiến thức đã học. Thầy phải nói là có một số bài thi rất xuất sắc, đã đề xuất được nhiều cách giải thông minh. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn còn một vài bạn với một số bài phải nói là rất cẩu thả, mắc những lỗi rất sơ đẳng, kể cả những nhầm lẫn rất đáng tiếc. Tất cả những điều này thầy sẽ tổng kết và rút kinh nghiệm sau. Bây giờ tôi sẽ nhờ em lớp trưởng Hoàng Hòa, em phát cho các bạn xem. Nếu các em có thắc mắc hay ý kiến gì thì tôi sẽ giải đáp cụ thể. Dạ. Trần Hoàng Ly, Nguyễn Hữu Câu. Biết ngay là sẽ có thư mà. Từ từ rồi hắn đọc. Đi kiếm cái gì ăn đi. Nhanh lên. Cô ơi, cho con ba trái dừa.
Để tôi đọc thư cho tụi bay nghe nha. Chúc mừng Xuyến Thục Cúc Hương, bao giờ thi cử cũng thường điểm cao, học hành xuất sắc biết bao, cổng trường đại học lối vào thênh thang. Thiệt, anh chàng này lúc nào cũng nịnh tụi mình. Có điều á, càng ngày càng mất lịch sự. Gì vậy? Kỳ này hắn gửi thư mà không có tết gì cả, cũng không có đính kèm đồ ăn gì hết trơn à. Cuối năm chắc là hắn sập túi rồi. Thông cảm cho hắn đi. Tội nghiệp cho con Thục. Vậy mà tụi mình cứ tưởng gã nó vô nhà giàu sang phú quý chứ. Ai ngờ đâu. Không biết anh ta thi cử ra sao ha. Chà, quan tâm quá ha. Cứ y như là mẹ lo cho con út gì đó. Kệ tao mày. Ấy da, bây giờ ỷ có người ta rồi, định cho tụi tao ra rìa phải không? Ra rìa gì? Nói thiệt cho mày biết á, chưa chắc anh chàng Phong Khê đó đẹp trai bằng tao với con Xuyến đâu. Trời, ở đó mà bỏ mồi bắt bóng nha. Hắn đẹp trai hay xấu trai thì ngày mai sẽ rõ. Ngày mai của mấy cô? Dạ, dạ. Ngày mai sẽ biết. Chứ gì nữa. Hôm trước tụi mình đã quyết định sẽ truy lùng thủ phạm gì? Ngay sau khi thi xong. Mày quên rồi à? Ờ hen. Sáng mai mày có nhiệm vụ phải nhận dạng cho được tên Phong Khê bí hiểm này. Tao hả? Chứ còn ai vô đây? Bữa trước đã phân công rồi. Sao không phải là con Thục? Nó phải tự đi tìm người tình không chân dung của nó chứ. Con Thục á, nó yếu bóng vía. Nếu sai nó đi, nó sẽ xỉu cái phịch nằm một đống, chưa kịp thấy thần tượng của nó. Như vậy còn ra thể thống cống rảnh gì nữa. Hiểu chưa? Tao đi một mình hả? Ừ, một mình. Sao không đi cả nhóm? Đi cả bọn sẽ bị lộ. Ơi, vậy mày đi với tao đi. Không được, tao famous toàn trường. Nếu mà tao xuất hiện sẽ bị chú ý liền. Tóm lại, mày đi một mình là tốt nhất. Đừng lằng nhằng nữa đi. Những điều tên Phong Khê làm được, chẳng lẽ mày lại thua hắn hả? Được rồi, tao sẽ đi. Dù cho trăm thân này phơi ngoài trận mạc, nghìn xác này chia thành Hưng đạo A, Hưng đạo B, tao cũng cam tâm hết á. Nhưng mà chỉ có điều là... Còn điều gì nữa? Làm sao tao đột nhập vô các lớp buổi sáng được? Mày khỏi lo, chị Xuyến mày đã tính rồi. Mấy hôm nay sáng nào cô Tường An cũng vô văn phòng để làm sổ điểm và ghi học bạ. Mày xin cô theo phụ. Nhưng có mấy đứa phụ cô rồi mà. Ăn thua gì, càng nhiều làm càng nhanh. Cô không có từ chối mình đâu. Đi thì đi. Mã đáo thành công. Vô. Nhớ đừng để hắn thấy mày nha. Dĩ nhiên, tao sẽ theo dõi kẻ địch từ trong bóng tối. Cũng đừng có tỏ tình với hắn. Đây là tài sản của Phong Thục chứ không phải của mày đâu á. Tất nhiên rồi, tao chỉ hỏi xin mấy trái xoài thôi. Nhưng mà có điều quan trọng là hôm nay tao được chiêu đãi như thế nào đây? Mày yên tâm đi, đây là bánh mì ốp la yến tiệc, đãi kinh kha ra trận mà. Mày ăn bao nhiêu thì tụi tao sẽ làm mướn trả nợ cho mày. Trời đất ơi, mày cho tao ăn mà mày kể lễ dữ vậy hả?
Thôi kệ, có nhiều hay nhiều. Vô đi. Ngồi đây đi. Ừ. Thôi được rồi, muốn đãi gì á thì kêu đi. Tao không bắt tụi bay làm thêm đâu. Dạ thưa cô, cho em gửi sổ ạ. Em cứ để đây đi, rồi qua bên đó phụ mấy bạn. Dạ. Em cười gì vậy cô Hương? Dạ không có gì cô. Cô cho em ra ngoài một chút được không ạ? Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em một bài mới. Đó là thao tác của biện luận bác bỏ. Thế nào là thao tác của biện luận bác bỏ? Nếu như các em muốn đạt được kết quả của bài này, là chúng ta phải biết cách yêu cầu và biết cách sử dụng biện luận chưa đúng. Có nhiều ý kiến khách quan, chúng ta cần phải biết được thế nào là đúng và sai. Những cái chưa đúng đó, chúng ta cần phải biết lựa chọn, bác bỏ cái đúng và cái sai trong cuộc sống chúng ta. Và điều cốt lõi trong bài học ngày hôm nay, đó là điều mà tôi muốn nói với các em. Hôm nay nó đi học trễ vậy? Ừ. Ê, nó vô. Cô Hương. Ừ. Lại đây. Gì vậy? Sao rồi? Sao gì? Thôi đừng giả bộ nữa. Chuyện chàng Phong Khơi chứ chuyện gì? Thì tao làm đúng theo những gì tụi bay dặn. Tao vô văn phòng phụ cô Tường An một chút, rồi xin phép cô ra ngoài. Gì kỳ vậy? Đừng có vòng vo tam quốc nữa. Vô đời luôn đi. Ừ. Mày có gặp Phong Khê không? Có gặp không? Có. Tao núp bên ngoài cửa nhìn vô, tao nhìn thấy rõ ràng luôn đó. Mày thấy sao? Hắn đẹp trai không? Đẹp. Thiệt không? Tao nói dốc mày làm gì? Đẹp cỡ ai vậy? Cỡ ai ta? Cỡ ai ha? Cỡ tao nè. Mày cứ giỡn hoài. Tao hỏi nghiêm túc đó mày. Thì tao làm cái chuyện nghiêm túc nè. Nghiêm túc cái con khỉ mốc. Hắn là con trai mà mày nói hắn là con gái. Làm sao so sánh được? Ai nói với mày hắn là con trai? Chứ không lẽ hắn là con gái? Xạo hoài. Chính xác. Bạn được cộng 100 điểm, tương đương với 100 đồng. Tao thấy rõ ràng. Chính xác luôn đó. Tao tận mắt nhìn thấy. Ê Cúc Hương, có khi nào mày nhìn lầm không? Làm sao mà lầm được. Hắn ngồi bàn thứ 5, từ trên xuống, ngay chính giữa, đúng không? Chà, số lạ gì cả. Có thể hắn không ngồi chính giữa. Hắn ngồi bên cạnh thì sao? Đúng rồi, hai đứa bên cạnh cũng là con gái tốt. Sao kỳ vậy? Kỳ ta. Giờ sao mày? Sao ai biết là sao? Ai dè Phong Khê cũng lại cùng phe với tụi mình. Kỳ này sổ quá mạng rồi. Sổ cái con khỉ á. Nếu như hắn là con gái thì gả cho Phán Củi, còn con thuộc nhà mình thì gả cho Hoàng Hà. Thôi, cho tao xin đi. Tao không dám đụng đến Hoàng Hà đâu. Không dám cũng phải dám. Không lẽ mày cứ định chung thủy với con nhỏ Phong Khê kia hoài hả? Nhưng mày đã điều tra coi, trong lớp 11A3, cái đứa nào tên là Phong Khê chưa? Chưa. Chưa thì phải điều tra gấp. Chi vậy? Biết đâu tên Phong Khê là một đứa được rửa nào. Hắn ngồi ở dãy khác, đợi cho lớp mình về hết rồi hắn mới lén lút nhét tờ giấy vô ngăn bàn cho tụi mình thì sao? Nếu mà đã điều tra thì phải tiến hành cho tới nơi, tới chốn. Con Suy nói đúng đó. Chưa chắc gì Phong Khê là mấy con nhỏ đó đâu. Mày nhất định muôn dặm tìm chồng sao? Dẹp mày đi. Tao chỉ đoán mò thôi mà. Ai biết đâu. Vô. Gì vậy? Gì vậy? Sao vậy? Mày sao vậy? Bộ
trúng gió hả? Ừ. Phong Khê gửi phải không? Không phải, của Hoàng Hà. Rồi, sắp sinh chuyện tùm lum tà la rồi. Bông hồng tới đâu, móc câu tới đó. Phen này con thuộc nhà mình có chạy đằng trời. Dưới ánh nắng sương lung linh, chiều cành hồng khoe sắc thắm. Sẽ diễn phúc cho ai kia được yêu thương nàng say đắm. Thôi thôi, không giỡn nữa đâu. Thôi thôi, mở ra coi hắn với gì ở trỏng. Chiều thứ bảy này mời Thục đi xem ca nhạc ở nhà hát Bến Thành. Mình sẽ đứng đợi Thục ở trước phòng bán vé lúc 7:30. Rất mong Thục nhận lời. Nhóm mình có ba đứa mà mời có mình con Thục, thiệt tao chưa thấy ai bắt lịch sự như cái thằng này. Thấy ghét. Xem ca nhạc chỉ là chuyện phụ, cái chính là hắn muốn nói chuyện riêng với con Thục. Thử xem, tao với mày mà đi á thì chỉ có tổ hư bột hư đường hết. Cả năm không chịu nói, bây giờ sắp nghỉ hè, xin với sự gì nữa. Mày á không biết cái gì hết trơn. Chính thời điểm mỗi năm đến hè, lòng mang mát buồn này nè, tỏ tình mới phê chứ. Hen nhỏ này. Lúc này nè, lòng người dễ xúc động đậy. Ngồi trong rạp, nghe anh chàng lớp trưởng đẹp trai thủ thỉ. Chắc là con Thục sẽ mũi lòng, ngã đầu vào vai hắn và ngáy khò khò. Đúng vậy. Và sau đó dĩ nhiên là... Thôi. Tụi mày đừng có nói lung tung nữa. Tao có nhận lời đi với Hoàng Hà đâu. Chưa gì đã bôi bác rồi. Ai bôi bác mày hồi nào? Đúng rồi, tao chỉ muốn nói là sau đó dạy nghe nhạc tiếp. Có vậy thôi. Dĩ nhiên là hắn sẽ đánh thức mày vậy. Có vậy thôi, tao cũng không đi. Tao quyết định rồi. Tao nghĩ mày không thể quyết định vội vàng như vậy được. Theo tao là mày nên đi đi. Lý do? Còn lý do gì nữa? Đây là cơ hội tốt nhất và thuận lợi để tìm hiểu xem bọn con trai khi tỏ tình với con gái mình thường nổ những gì. Mày á phải tỉnh táo, thu nhập đầy đủ từng chi tiết rồi báo cáo với tụi tao. Chi vậy? Sao lại chi vậy? Tụi mình cần phải biết tâm lý bọn con trai để mà lường trước. Chính xác. Sau này còn đối phó với chúng nữa chứ. Tao tưởng mày với con Cúc Hương biết hết rồi chứ. Gì? Sao biết? Trong chuyện nào, chứ chuyện này thì khác. Không ai dám vỗ ngực xưng tên là mình biết hết. Mỗi người một vẻ, càng nhiều càng tốt. Mày không lo thừa đâu. Mày nên nhớ, đây không phải là chuyện tình cảm riêng tư, mà là một sứ mệnh. Cũng giống như con Cúc Hương làm nhiệm vụ theo dõi tên Phong Khê đó. Nhưng mà tao sợ quá. Đừng có sợ, cứ mạnh dạn lên. Chắc chắn hắn sẽ thì thầm vào tai mày, nói là em ghê quá. Lúc đó mày trả đũa lại liền. Sao? Nói là em cũng yêu anh lắm lắm. Trời ơi, tao bảo đảm hắn sẽ xỉu ngay trong rạp. Con quỷ số 7 không à? Hắn á sẽ không nói anh yêu em đâu, ba chữ đó xưa rồi. Hắn sẽ tỏ tình bằng cách nhét vào tay mày một túi kẹo trái cây và dịu dàng bảo đây là tình cảm của anh dành cho em. Nó ngọt ngào như lòng anh vậy.
Vậy tao có nên lấy không? Ngu sao không lấy? Mày không ăn á thì mang về tao ăn. Mày á không nên nghe lời một đứa ham ăn như con Cúc Hương. Nếu mày hí hửng cầm lấy túi kẹo, hắn sẽ tưởng rằng mày kết môi đen hắn. Lúc đó thì mày sẽ rắc rối. Nếu không lấy kẹo thì tao làm gì? Không làm gì hết, cứ ngồi im ra vẻ mình là một cục đá hả? Không nói gì hết hả? Cục đá hả? Ừ, ngậm miệng lại. Hắn hỏi gì mày cũng không có nói. Mày đang đóng vai là một cục đá mà. Nếu vậy á tao thấy bất lịch sự quá. Ừ, đúng rồi đó. Nếu mày sợ bất lịch sự á thì nhe răng cười, nhưng nhớ chỉ cười cười thôi. Còn trước sau mày vẫn không nói một tiếng nào. Mày á làm như tao là được ươi không bằng gì đó. Hả? Bậy nè. Trời ơi, đùi ươi làm sao cười có duyên bằng mày. Hoàng Hòa nói gì tao cũng không trả lời, chỉ nhe răng cười. Rủi hắn nổi điên lên hành hung tao thì sao? Mày đừng có lo, có trò vàng hắn cũng không dám đụng tới mày đâu. Thì tao chỉ nói rủi thôi chứ bộ. Làm gì có chuyện đó. Biết đâu được. Thôi được, bữa đó tao với con Cúc Hương sẽ đi với mày. Chịu chưa? Được chưa? Đi cả ba đứa đi, tao mới dám. Chứ đi một mình tao sợ lắm. Mày. Ê, thôi rút mau, trễ rồi, trường đóng cửa bây giờ. Để đi. Gì vậy? Lệ mề nè. Nhanh lên.